Đó là tín hiệu cảnh báo cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Hoàng Việt Anh là người đã có mặt ở điểm nóng nhất. Đánh đầu. Pha dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng tình huống dứt điểm đó không phải là một pha bóng đủ tốt để có thể đánh bại được Đặng Văn Lâm. Pha tổ chức đá phạt góc tương đối hay của câu lạc bộ Hà Nội với quả treo bóng của Lê Phạm Thành Long. Quả treo bóng của Vũ Văn Thanh đã có lỗi đối với thủ môn Đặng Văn Lâm. Bùi Hoàng Việt Anh đã băng vào rất quyết liệt và đó là một pha phạm lỗi của trung vệ người ở mùa giải trước còn thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội. Với những pha bóng như vừa rồi thì tầm vóc của Đặng Văn Lâm thực sự là một lợi thế. Những pha chơi bóng không quá phức tạp của cầu thủ công an Hà Nội cũng là đủ để khiến cho Thanh Nhân cũng như người bọc lót cho anh là Zairo gặp khó khăn. Được chuyền vào, bỏ bóng, cú dứt điểm. Rafael Sasset đã bỏ bóng và trong tình huống tiếp theo thì Bùi Hoàng Việt Anh là người đã kết thúc nhanh bằng chân trái. May mắn đã không mỉm cười với Bùi Hoàng Việt Anh khi cú đá đi chệch cột dọc. Cú đá không mạnh nhưng thực sự hiểm. Và trong tình huống chống đỡ vừa rồi thì Hoàng Gia Lai một lần nữa lại là đội bóng thiếu đi sự chủ động cần thiết. Bùi Hoàng Việt Anh vừa là người giải nguy. Lê Phạm Thành Long. Nhưng mọi chuyện có vẻ như đang có dấu hiệu tích cực hơn cho Hoàng Gia Lai. Bóng lại vừa chạm đầu của Bùi Hoàng Việt Anh. Trương Quốc Quang đang di chuyển. Đây là Trương Quốc Quang. Trước mặt là Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng đường chuyền tiếp theo của Trương Quốc Quang không có gì đặc biệt. Phải trông chờ ở trận đấu trên sân Pleiku này. Khoảng trống. Vẫn là cầu thủ Hoàng Gia Lai, Thanh Bình lật bóng lên. Quả lật không đủ tốt để có thể loại bỏ được các hậu vệ của công an Hà Nội. Tiếp tục là cầu thủ Hoàng Gia Lai, Thanh Nhân. Không có điểm gắt nào từ phía đội chủ nhà. Thì vẫn còn có tương đối nhiều những khiếm khuyết. Cú dứt điểm. Không vào. Cú đá vừa rồi là của Bùi Hoàng Việt Anh. Dường như bóng đã dội sang ngang. Bùi Hoàng Việt Anh đã có được một cơ hội ở tư thế cực kỳ thoải mái ở đầu vạch 16m50. Và cú duỗi mũi chân phải của trung vệ bên phía quân Hà Nội đã làm rung chuyển khung thành của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai. Vận may đã mỉm cười với thủ môn của đội chủ nhà Trần Trung Kiên. Dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Lần này thì vẫn là Bùi Hoàng Việt Anh nhưng cú đá đã trở nên chính xác hơn rất nhiều. Một pha bóng cố định và thế trận phòng ngự của Hoàng Gia Lai, một thế trận không chắc chắn đã bị khai thác một cách triệt để. Khoảng cách được nhân đôi cho đội khách công an Hà Nội. Cầu thủ số 68 Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho câu lạc bộ công an Hà Nội. Tỷ số trận đấu hiện tại công an Hà Nội 2-0. Cú đệm lòng của Bùi Hoàng Việt Anh đã đi qua cả một rừng chân để làm tung lưới của Hoàng Gia Lai. Sẽ là một quả đá phạt trực tiếp được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ công an Hà Nội và Văn Thành là người đang đứng trước bóng. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Một tình huống dâng cao của người cũ bên phía câu lạc bộ Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh.
Đó là một trong những điểm nhấn của Công an Hà Nội ở mùa giải này khi họ có Bùi Hoàng Việt Anh trong đội hình. Chúng ta còn nhớ ở trận đấu đầu tiên của Nai Úc V-League 1 2023-2024 trên sân nhà, trong bối cảnh mà câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu tương đối bế tắc, thì những tình huống lên tham gia tấn công và tận dụng cơ hội từ những quả phạt cố định như vừa rồi của Bùi Hoàng Việt Anh luôn tạo ra những điểm sáng. Brandon Wilson cũng đã thể hiện tốt hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Không được. Đường chuyền nhanh của Xuân Mạnh. Bùi Hoàng Việt Anh đã theo sát với Tuấn Hải để ngăn chặn một tình huống mà số 9 có thể tiếp cận với trái bóng. Đường chuyền nhanh lên dành cho Tuấn Hải. Bùi Hoàng Việt Anh đã theo sát với Tuấn Hải. Cho tới lúc này thì Bùi Hoàng Việt Anh đang thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đó là tín hiệu cảnh báo trong phòng ngự của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh là người đã có mặt ở điểm nóng nhất sau một tình huống căng ngang của Văn Xuân. Hết Philip Nguyễn rồi lại đến Bùi Hoàng Việt Anh. Họ đang trở thành những nhân vật chính ở đấu hiệp 2 này. Có thêm một tình huống tấn công sắc nét đến từ các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Gavane nguy hiểm, 1-0 dành cho cao thủ Công an Hà Nội. Đầy bất ngờ. Không phải là Văn Thanh, người đã nỗ lực truyền bóng là Hồ Tấn Tài, và nó thực sự đã tạo ra một bất ngờ dành cho hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn rất nguy hiểm ở trong những tình huống cố định, và họ đã có được điều mình cần là bàn thắng vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn là Bùi Hoàng Việt Anh. Ở những mùa giải trước thì Bùi Hoàng Việt Anh đã chứng minh được khả năng hỗ trợ tấn công của mình trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, và lại một lần nữa anh thể hiện điều đó. Gavane đã có một pha làm tường tuyệt vời. Bóng rất vừa vặn dành cho Bùi Hoàng Việt Anh. Một tình huống lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự của Kiều Văn Nề. Khá tốt. Bóng được mở xuống cho Bùi Hoàng Việt Anh, không chia bóng. Qua người, cơ hội dứt điểm. Bùi Hoàng Việt Anh đã băng lên và trở thành một mũi công lợi hại. Của trận đấu thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vượt lên với một pha bóng mà họ đã tổ chức phản công chuyển trạng thái nhanh hoàn hảo. Mọi thứ đều tròn trịa với bàn thắng này của Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ số 68 Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh đã có thêm một pha lập công. Tỷ số trận đấu hiện nay League 1 2023-2024 và nó giúp cho câu lạc bộ của anh vượt lên ngay ở những phút đầu tiên này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.